xe một năm. Chào với ba với má với ông với bà. Vừa mới đi tiêm quả trứng thứ hai đấy mấy bà. Mới đi tiêm kích trứng. Hôm nay tôi mà mặc bộ đồ mua trên Top Top 202.000. Đây là đặc biệt. Rồi ok. Rồi xong. Cái gì? Đồ photo con kiến về chưa? Cái đồ in được kiến có chứ em? In có mấy cái bức hình ấy, mấy cái để tô màu cho kiến ấy, con thừa thoa đâu. Xuất cho chị một Snow White để chị bôi chị sẹo đi. À, mà và hai cục xà phòng tắm than tre chị mục. Xuất luôn để chị dùng. Mới ra tiệm với mấy bà, đi ra hút. Chào Phạm Thảo Thảo. Vừa mới ra tiệm xong. Khổ ghê rồi đó. Chờ cái phần bún gì đấy? Bánh cuốn. Định không ăn nhưng mà nghĩ rồi, giờ này không ăn là 1 giờ đêm lại ăn. Cái số nó nhỏ vậy đó. Chỉ nhịn được lúc này thôi nha. Nhưng mà không ngủ được sợ trễ. À không ngủ được sớm. Mà cứ thức ăn. Nhục thật sự luôn. Đĩa lòng xương xương tờ tờ, mày ăn cái gì mà mồm nó cũng mập đấy là thiện ơi thôi. Tao ăn là tao sẽ mập. Nó chỉ béo một bên. Nó sẽ béo một cái. Ngày nào đi, tôi vừa mới đi lên lên bác sĩ Thịnh. Vẫn đông như phút ban đầu. Đồ má kìa. Em bán chả mực chả cố mới có biết đâu có, nhưng mà bán đâu mấy chị không hề biết luôn đi mấy bà. Chả mực đây là gói nửa ký, nhà em bán 6 triệu. 3 người à? Đây, để em cút, để mày cút đi, tao sang đấy tao ngồi. Bây đồ này sang đây. Chuyển đồ này sang đây cho khách ngồi đi, đấy. Mình cũng bị đuổi đi, để cho khách người ta ngồi. Chủ tới rồi. Ui giời, chủ tới này. Ngồi đi mình ơi. Đó. Rồi đi đây. Đây là chả cúm cô Khàn. Ê cái logo đâu đi. Dán cái logo vào cho tao. Không muốn sống hay muốn chết. Đấy, nãy em ăn củ răng cho Thủy Tiến tập cho tôi. Gì? Nãy cái tập cho tôi em ăn sang Thủy Tiến không rồi. Em ăn củ răng. Một sơn nó quay cho đâu, tao bảo tao lấy 2 cục này. Sơn nó quay hết rồi, mai em mang rồi. À chị bảo này, xuất về bún đậu. Quần áo trẻ con để tặng cho khách khi mua đồ bầu ha. Chạy chương trình mua và vitamin bầu tặng một bộ mà tặng một bộ đồ Mỹ đấy, hiểu không? Cục xà phòng tắm này đã giúp em hư hết mụn. Trời ơi, tháng trước em ăn mụn cả lưng cả ngực. Người ta gọi là gì, nhậu cho cố vô, nghỉ nhậu 40 mấy ngày uống một cái nó phì đầy mụn luôn. Để tôi chụp hình cho mấy bà. Nhung nó bán được chiều.
Đó, chờ tôi tí tôi chụp hình. Bột sắn là tưởng thuốc phiện không à? Tại sao? Không được đâu. Sai bao nhiêu đây? Sai 16 cái dây lỗi thì không bán. Mất thời gian. Để đâu tối rồi tôi thẩm định. Người ta đi mấy người đấy? 3 người. Mày có thấy 2 bánh bèo không? Mày có ăn 1 phần 3 được 3 được người ta ăn không hết sao? Em hiểu không? Nhiều khi ăn không hết đâu. Mày cứ làm như ai gầu như tao ăn được hết. Khổ ghê vậy đó. Thế à? Sao mà đéo béo? Trời mẹ thần thiên địa. Trời ơi. Khoảng bánh cúng mà có 2 tí bánh cúng là con thịt đen hết rồi. Đậu xanh rau má đến cái giờ tao ra thì đấy giờ tao đớp chứ mày mang ra. Cho em cứ đớp cái này nha các bác nha. Em ăn thường bánh cuốn các bạn. Chị xin. Cho chị miếng ớt tươi. Đó, em ăn bánh cuốn với chị. Nhà em có một bánh cuốn. Thôi thì thôi em cũng ăn cái này một chút bột một xíu. Cho nó đỡ bị mập thay cái chị hiểu không? Trưa nay em ăn một cái món, đó là món cơm gạo lứt và bát mì đậu phụ. Chị nào ăn bún, ăn bánh cuốn á mà không ăn thịt nướng thì sẽ ăn cái chả quế. Đúng. Rồi xin. Cái quán này chê nha. Mẹ review là chê này. Em thấy ông nó cho này, từng đây miếng chả này em. Nó cho 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 miếng chả, 3 miếng bánh cuốn mày mà chê nha. Lấy phần bánh cuốn coi. Cho 2 ký bánh cuốn bằng ký chê. 2 ký tư. Gặp phải thanh niên bạn vỡ này ăn uống em mà không? Như này mà bà bán bánh cuốn này. Giảm cam. Giảm cam. Quên. Dạ, vẫn lấy thì mình cuốn đói quá. Lên bếp lấy một đĩa bánh cuốn thêm. Áo vẹt được mua tóc tóc 199.000. Cộng phí ship là 222.000. Trời ơi ta nói. Mua tóc tóc tuần này là 9 đơn hàng rồi. Mới biết mua hàng mình tóc tóc. Mọi lần mà mua ở con Quỳnh Trần Daily là toàn nhắn tin Zalo của chủ shop mà. Bây giờ là biết đặt hàng trên Top Top rồi nha, Văn Minh Trường. Còn một thứ nữa mà tôi chưa biết làm là Momo. Nhưng mà sợ bị lừa. Link cái tài khoản ngân hàng, sợ nó đi bằng đi. Món bánh cuốn quán em ấy, mọi người có thể ăn được bánh cuốn thịt nướng hoặc bánh cuốn chả quế. Đó. Ngon rồi. Quán này hơi nhiều thịt. Này chưa thấy bà BD là rủ đi ăn hải sản.
cho bổ vào quả trứng. Chắc tối nay cũng phải nhắn vào nhóm đội chị em bạn gì. Chẳng thấy ai quan tâm một người phụ nữ đã bỏ nhậu, chuẩn bị cấy sinh đôi hai chồng hoàng tử. Chị xin. Quá. Thực đơn dành cho người gầy. Cây mẹ cuộc đời ăn đã. Tính xong. Bác sĩ bảo rồi, khi mà mình chuẩn bị lấy trứng ý, mọi người phải ăn uống vào cho điều độ, cho nó có chất. Tính tiền kìa, bàn 10 kìa. Bác sĩ Thịnh. Chào Quế. Mình thấy số phận con bé áo MNB này nó giống mình ghê. Đi ăn cứ như ngồi trầu mồm, em cảm thấy khó chịu không? Mày có bồ phát cho chúng nó sợ chơi không? Tao đi ăn là tao toàn ngồi trầu móm trầu mồm chúng nó không? Đấy. Mà tao chỉ toàn được bao em ạ. Vì phải ngồi nhìn. Mắt đéo tao trả tiền. Nó bao mình bữa ăn rau quán nhậu mình bao lại mẹ mình lỗ. Không ăn giờ này 11 giờ đêm xé con gà ra cũng vậy à. Nốt đặt cho Kiến Mai 2 cơm sườn nha. Thiện ơi, mày lên mày nói cái đứa thái thịt ấy, là hai ngày hôm nay là gia đình có chuyện buồn gì mà thái miếng thịt nó dày hơn mả bố thằng ăn mày ăn nó tràng bảng học đấy kia. Tao nhắc trương qua rồi, hôm nay là con thái thịt dày. Tao chỉ cần bê cái mâm từ kia đi ra là tao đã nhìn thấy loang thoáng cái thớ thịt rồi. Dày như vậy mày không? Các chị ăn chị sợ mập, làm sao mà gọi thêm phần thịt nữa. Bye bye em. Ngày xưa chị còn trẻ chị cũng mặc như em đấy. Giờ thì thôi rồi. Ngày xưa chị còn 20-25 tuổi em chị cũng mặc như vậy. Tung tăng bôi tối. Giơ hai tay lên nào. Đâu má ta nói em cũng là nữ hoàng quán bar một thời đấy, đùa đâu. Giờ đi vào quán bar là bảo vệ toàn gọi chào bác Trang. Chán đéo đỡ được. Nghỉ khỏe.
Rồi đến giờ em quảng cáo gì, ví dụ như món dân tộc nhà em nha các chị. Ok. Tài khoản luôn luôn được dạng bị hạn chế. Không hiểu một con quỷ nó report mình cái gì luôn. Hôm nay là em báo cáo với các bác là nhà em có một số cái món mà các bác đến tiệm á là các bác có thể mua mang về nha. Nhưng riêng với những cái mặt hàng như chả cốm này, đây là chả cốm đặc biệt này, chả mực này và chả cốm tại quán. Tại sao lại có hai cái loại chả cốm? Em phải đánh dấu có nhân viên nó bốc nhầm cho các chị ha. Thứ nhất là cái màu cam, nó là có một cái lớp gọi là lớp gấc bột gấc phệt bên ngoài để đảm bảo cái gọi là cái màu sắc rực rỡ. Còn cái phần này là phần cốm đặc biệt, là sẽ nhiều cốm hơn. Nên với cái giá của cái một ký chả cốm mà tại quán này, chả cốm cô khan này là 285.000 một ký. Nhà bên em sẽ bán nửa ký, một ký trở lên, nhỏ nhất là phải bán nửa ký. Còn cái chả cốm đặc biệt này là cái loại nhiều cốm hơn, nó sẽ có giá là 385.000 một ký lô ha. Còn cái chả mực sẽ là 650.000. Chả mực nhà em ý, cho chị một đôi đũa. Chả mực nhà em ha, ở đây có cái bao tay không? Không cần. Chả mực nhà em nói với chị là nó là dâu mực, thịt mực, nó không có bột nhiều nha. Tỷ lệ bột rất thấp, nên là nói chung là các chị mua là các chị mang về nhà mà tiếp khách mà uống rượu, uống bia. Còn nhà em là không có nhiều để bán. Những người nào mà mua cỡ tầm 5kg trở lên là phải báo trước ít nhất 1 ngày. Có nghĩa là nếu như ngày mai chị đến lấy 5kg, à ngày kia chị đến lấy 5kg là ngày mà hôm nay chị báo này. Bởi vì nó sẽ mất 1 ngày bay từ Hà Nội vô, mà hàng nó vô đến Sài Gòn nó sẽ đáp tầm 7 giờ tối. Nên là những chị nào mà ví dụ ngày mai giật mòng lên lấy 5kg là không có đâu. Về nhà em sẽ không có hàng để giao. Thứ nhất là tủ đông nhà em không nhiều, nên là chị nào mua ở tỉnh là các chị phải nhớ này, giá bán chưa bao gồm phí ship và thùng xốp ha. Các chị ở tỉnh là các chị phải chuyển hòa khoản hết tiền hàng, kèm phí ship, kèm phí ông xe ôm chạy từ quán bún đậu ra cái nhà xe cho các chị ha. Thứ nhất là các chị mua chả cốm hay là những cái đồ ăn nhà em là nhà em không có COD. Xưa giờ nhà em không có COD cốt cái gì đâu, chuyển khoản mới bán nha. Em không có cái trò gọi là cầm đằng lưỡi, nên là anh chị nào thích thì mua, không thích xem cho vui. Đấy, nên là báo lại giá này. Chả mực 650.000 một ký, bán từ nửa ký trở lên. Chả cốm đặc biệt là 385.000 một ký. Đó. Còn chả cốm cô khàn là 285.000 một ký, ok chưa? Đặc biệt nhà em có một cái dòng sản phẩm bán thanh nhiệt. Thanh nhiệt mà cái này là bán tại quán. Nhưng mà có rất nhiều khách mà muốn đến quán em mà mua một sắm này. Cái bột sắn dây này ở trên thị trường nhiều nơi bán, rất nhiều nơi bán. Tuy nhiên mà để mà cái bột sắn dây ấy, mà nó gọi là nó không có pha tạp ấy, thì nhà em cũng phải thịt thừa đấy mấy chị.
thịt thừa nha. Những ai mà mua đi nước ngoài á thì ví dụ mua tầm 10 cân là phải báo. Nhà em ở quán chỉ có 10 cân thôi, nhưng mà còn phải bán cho quán nữa. Và cái này em vận chuyển ô tô từ ngoài Bắc vào thì cái phí vận chuyển nó mới rẻ được, đi máy bay còn vỡ nợ. Nên là bột sắn là các chị cũng là mấy nghìn đây này, quên rồi. Bột sắn là một hộp này 80.000. Nửa ký là tặng, nửa ký bằng mày. Ê mày một cân điêu mày, mày tao nghi cho mày cân điêu lắm. Làm sao nửa ký ta? Ê chị thấy nó này nhẹ nhẹ này, mày thử xem đi. Tao hay đi chợ mua thịt còn sao nửa ký được. Được rồi, bà mày. Đây, ví dụ nhờ các chị mua nước mơ, nước xấu nhà em nó gọi là tốt mắt rẻ cùi, không được đẹp như các quán nha. Vì là quán nhà em làm nước xấu với cả nước mơ là tự ngâm, không có được cái mã đẹp nha. Ai mà ngâm nước xấu nước mơ thì đều biết là riêng về nước xấu nước mơ, càng ngâm nó càng đổ màu, chứ nó không thể trong vắt như pha lê được. Em chỉ biết ngâm theo phương pháp cổ truyền là em sên cái đường lên, em sên cái gừng lên. Xấu là em bào vỏ, sau đó là em cho vào em ngâm. Nên là nước xấu nhà em nó chỉ có như thế này mà thôi, không có đẹp đẹp như các quán khác nha. Chị nào mua nhà em là biết rồi. Cái này là nhà em bán từ ngày xưa rồi. Bây giờ mình có làm một cái clip để thông báo với các chị vậy thôi. Một hộp nước xấu này là 300.000, nặng muốn xỉu. Cái này là 1 kg nha các chị nhớ này. Ship, ví dụ như ship tỉnh ấy, mấy cái này này các chị giả phí ship hơi bị cao đấy. Còn hộp nước mơ, nước mơ cũng 300.000 một ký nha. Đó, ok chưa? Để chụp bức hình nữa nào. Dạ mẹ, chưa xong mẹ. Thì mày bê một cái bình cái bình nước xấu của mày ra đây. Bê cái bình nước xấu cho cái ly. Mình nước lọc. Đó là cái nước xấu nước mơ nhà em là nguyên chất nha. Nên khi các chị mua về các chị múc một cái muỗng, một cái nước nước keo, một cái muỗng nước gọi là nước cốt của nó. Một muỗng rưỡi nước cốt vô 200ml nước lọc. Sau đó các chị cho đá vào uống thôi. Uống ít đường thôi, tiểu đường đấy. Đúng rồi, không có chất chống oxy hóa thì càng để càng đậm màu. Em có biết đâu, nhà em ngâm mấy cái này là để bán cho khách. Bởi thực tế là nhà em cái gì cũng phải tự làm. Đó, nước mơ nước xấu nhà em là thực tế là có nhiều người hỏi quá nên là mới quay clip này thôi. Chứ bán dăm ba cái này thì đến bao giờ giàu. Bởi vì sao, mình ngâm còn không đủ cho quán mình bán. Nhưng mà có một số anh chị Việt Kiều về rất muốn mua cái này, đem đi để uống thanh nhiệt. Mát lắm, nước xấu thì mát lắm. 300.000 một hộp này nha. Đó. Còn bà nào mà hay gọi là hay mà nấu bún ốc á là sẽ dùng dấm bỗng này. 30.000 một chai nước dấm bỗng nha. Nước dấm bỗng 30 cái. Đó. Mật ong. Đó. Cái này là mật ong nuôi nha. 175.000 một chai này. Ê. Mật ong này rừng hay nuôi? Nuôi chắc luôn. Tao mua rừng là 800 với 900.000 một lít ở trên tận rừng. Cái loại chúng mày này. Cái ong bán cho chị là cái ong nó không có biết lấy, vì ong đã nó tính luôn tiền bệnh viện nữa. Còn cái này là người ta biết lấy. Đây là mật ong nuôi má ơi. Còn nhà em đây nhá, nhà em có bán mắm tôm. Đó, mắm tôm này một chai này 85.000. Nguyên chất chưa pha như mấy bà đấy. Nhắc chả cốm đến liền đấy má, thấy chưa? Đó, thấy chưa, đúng 7 giờ chưa đấy. Chả cốm đấy. Đó. Chả cốm nem chua. Đó. Nhà em là hàng máy bay nha. Nó đi máy bay chứ không phải là em cũng có nhập mấy cái đầu mà người ta làm mà bán cho mày đâu. Em là chả cốm này, nem chua này, bánh gối này, rồi là chả mực đó, là nó phải là từ Hà Nội chuyển vô. Buôn bán này nó ra đàng hoàng rõ ràng. Hèn, đó. Mắm tôm này nguyên chất. Các chị về pha ra
hơi đặc nha. Chai pha rồi 5 sọ. Nhưng mà chai pha rồi thì các chị không đem đến nước ngoài được. Chai pha rồi về phải để bằng mát tủ lạnh. Còn cái này để bên ngoài được. Chai này 85 cành. Ai bán bún đậu muốn đây đến đây mua mắm tôm đây. Có nhiều má bảo chị ơi chỉ cho em chỗ bán mắm tôm buôn được không mà địp mày, mày đưa ngay cái số tài khoản tao chuyển khoản cho mày tiêu. Trời ơi, nhiều đứa nó kỳ vậy đó. Trời ơi, em cũng mở quán bún đậu ở tỉnh thôi chị. Chị chỉ cho em cái mối bán mắm tôm được không? Chị bảo mày đưa mẹ một số tài khoản đấy. Tao gửi cho mày tiêu. Lợn ruột 85.500 smil. Đó, nói xong rồi đó. Các bà mua gì các bà mua. Nha. Yeah. Đó. Ok ra chưa? Ca mấy giờ về sớm vậy? Ok. Là sao? À hiểu. Thảo nào tôi vừa bảo đi lấy đồ nó không biết cái gì cả. À quay đi em ơi. Không, bây giờ lại quay lại đây. Quên, tắt tao nhầm. Tao đâu cũng đúng mơ. Tao không đúng mơ. Ừ, tao không đúng mơ. Mày nghĩ đời tao có mộng mơ bao giờ không? Con người phải thực tế. Em thích uống nước xấu với chị. Em cũng thích đúng mơ. Cuộc đời phải tỉnh táo lên, thực tế lên. Mới xem một quả clip bà nào gửi tiền ngân hàng xong đến chửi lên bảo không rút được. Tôi nói với bà rồi. Các bà cứ theo cái đội của tôi nè. Đội tôi là cái đội chỉ đam mê ba từ sổ tiết kiệm. Với kinh nghiệm 17 năm đi gửi tiền ngân hàng cho hạnh. Bởi vì em nói với chị ấy, em đi gửi tiền ngân hàng ha, rất là nhiều lần các bạn gọi là chiêu đãi viên à, quên nhầm, xin lỗi nhầm. Hay đi karaoke nhầm. Hay mấy bạn tư vấn viên hay bảo em là chị ơi mua bảo hiểm à, chị ơi mua cổ phiếu à, chị ơi chị mua cái gì cái này nó bằng à, nó giống như cái sổ tiết kiệm của chị nhưng mà lãi suất nó cao hơn. Làm gì có cái gì mà giống y chang mà lợi nhuận cao hơn. Vô đi em. Nên là em sẽ chỉ nói một câu là em có thể nói ít lại được không? Chị xin quyển sổ tiết kiệm ha. Đó, tôi chị pha nước xấu rồi cho ta mình đá ở đây. Đó, thế là xong rồi đó. Các bà đừng có mà cho đá vào cái nước cốt này nha. Uống không được đâu, đặc lắm. Nghe em bán nước rồi đó. Như thế này là các chị đã có một ly nước xấu tươi mát thanh nhiệt mùa hè. Mình không được tham lam. Những người tham là những người sẽ thâm. Ao này cho chị đi. Không có chị cua thêm một chân vào bây giờ. Bỏ đây đi. Bỏ đi. Tham là sẽ bị thâm như mấy bà. Nên chúng ta hãy cứ nghe em. Sổ tiết kiệm mà xài ha. Lỡ tay còn tha hơi nhiều đâu. Gì? Bị sao? Bị gì mà ăn hết rồi? Con đi này làm tao rơi cả hai cái trái trứng dài xuống đây rồi. Mày làm tao trổ bắm người đây này. Trời ơi, khách bảo bún nhà chị bị gì? Bị gì ăn hết mày em âm rồi. Hú hồn à. Mày công nhận âm nước xấu thì chị trông rất là tốt, mã rẻ cùi rất là xấu. Thầy chị không có ngâm cái kiểu mà nhúng vào mấy cái bảo quản để nó xanh gì không con? Em nghĩ mà xem trái cây nó phải lên men, mà lên men nó phải có màu. Thôi, tao cứ uống ngay cho tao không chết. Cất đi mày. Mày bú với vợ mày đi. Mày bú trong ly với tao mày, tao chửa cái biết ra. Đôi tình nhân kìa. Đúng rồi Mẫn Nhi ơi,
đặt Khang Mỹ Đơn qua Pay đang livestream dùng chị nhé baby. Nay men dã man trời ơi. Cái nón này của bà BD bên Mỹ gửi tặng tôi cho tôi này. Bà chị tuyệt vời. Bà bảo là mày không lấy tao vứt đi cũng vậy à? Thôi thì tôi đành lấy vậy sao giờ? Hôm nay ăn mặc kiểu bóng rổ với bà. Bộ đồ 190.000, top top 22.000. Tiền ship hay sao ấy? Nói chung là tính vô là khoảng 202 hay 212.000. Nước xấu thật là mát mẻ. Đấy quả xấu nhanh lên đây này nè. Không phải chỉ ta thể thao chị Hiếu ơi. Mới mua trên top top chưa giặt. Mặc luôn. Ôi chào con. Và em là mua đồ trên top top mặc liền. Đằng nào tối về chẳng phải tắm với cô. Giặt tao ám mùi. Bê ra đi nước chảy bàn chị đưa cái khăn lau em. Đây cục xà phòng tắm tan chay đây. Em mà tháng trước là nghỉ nhậu cho em muốn thải độc gan nó phì ra cũng xin làm một vớ nợ. Tắm hai cục hết lưng hết bụng rồi. Để mai em đăng clip mà toàn lưng toàn ngực bị bụi. May mà tắm kịp chồng về mà cởi ra tưởng con rông sảy tưởng con bị bệnh gì. Ui trời không được. Em về được đầu ấn chân. Mai mang cho đầu sửa đâu quay. Đây này. Đi đám ma mà cũng cái mất ngáo mất ngơ. Đúng không? Đi đám ma mà chạy vòng trong nghĩa trang này. Thi cái chân này vào cái cục sắt người ta cắm ở dưới đường này này. Để buộc vô à, buộc cái bạc vô đó. Ăn no rồi đó. Ăn no đến giờ rồi đó. Về nhà chơi bà Quách Thị Kiến. Đồng hồ có bán. Nhưng mà bây giờ cái mã này nó hết rồi. Nó có cái mặt y chang cái mặt này, cái màu xanh này này. Nhưng mà là nó có gạch số La Mã. Đúng rồi chị Trần Thu Hiếu. Những ai bị viêm nang lông, bị viêm lỗ chân lông, bị mụn lưng ngực ở đít ở mông là tắm cái này. Em là trung thành cái này đến bây giờ là mấy năm? Từ 2014. Em tắm cái cục này từ 2014. Người ta phụ nữ tắm xà bông phải không? Xoa xoa cho nó bọt bay bay hiểu không? Mà em đàn ông xà phòng cục không dùng nước hoa. Nên có rất nhiều người bảo là Trang ơi review hộ chị nước hoa bảo lại mẹ. Có xịt nước hoa đâu mà review. Xà phòng cục, tắm xà phòng cục, chân ái cuộc đời. Thứ nhất là một mồ hôi dầu, chân tay bẩn, đầu đuôi mét mốt. Kèm với nhà bằng thôm, nên cứ tắm cục xà phòng tắm. Ngon lành cành nào. Để tối tôi về tôi chụp cái này. Với cái lưng cái bụng của tôi và cái ngực của tôi. Đó. Mua nhắn tin cho tôi đi về nhà với con này. Về giờ này tắm thì không được quy. Sáng mai đi event mà bây giờ tích 1 triệu mất cấp thôi em ạ. Gọi bà make up nó mất 1 triệu, bán muốn đến bao giờ có 1 triệu.
Ta lầy mày. Ba mệt buồn có một chiều ta lầy mày đi cướp. Ngày mai là cái ngày đi cái exam. Bạn nó khai trương cái cửa hàng làm tóc. Một cái event bình thường mà booking makeup làm tóc thì nó hơi kỳ, làm hơi lố. Mà cái hoa tay nó hơi kém ấy, hiểu không? Mình không kiểu bình thường mình quen có bên đây nó làm cho mình nó đẹp rồi. Bây giờ mình làm lập cọc. Mà bây giờ mà mình làm á, mình làm nó lố quá thì mình chặt con mẹ cái con mụ chủ cái sơ toa tóc đấy. Mà mình không làm cho tới, mà mình tự làm thì trông như con gà sù. Thịt mẹ đéo có cái nào để sống cho yên ổn cuộc đời luôn. Mai có biết mặc gì luôn. Mai mặc cái gì ta? Mặc cái gì để che được cái bụng bia này nhỉ? Đi về nha mấy bà.